các anh thay đồ. Nói là đi đâu với anh? Anh này là diêm chắc luôn nè. Ê, quay phim hả? Anh đi đâu với anh? Mua hả? Rồi rồi. Mua anh. Mua hả? Mai anh thấy tẻ rồi. Sành đồ tiếp tục ngày cách ly thứ 10. Cố gắng xong xe anh em